Và nếu mà David De Gea quay trở lại thì thậm chí nó có sẽ là một cái đối trọng với Andre Onana trong cái việc bảo vệ cái chỗ đứng của mình, đúng không ạ? Bởi vì nói thế nói thôi, một cái cầu thủ đẳng cấp như David De Gea cũng là một cái đối trọng rất lớn với bất cứ một đối thủ nào ở trong khung gỗ. Thứ nhất, anh có lo ngại không khi mà Andre Onana rất có thể sẽ quay về đá ở Can Cup và như thế là mất khoảng một tháng? Và anh biết là một tháng từ tháng 1 cho đến đầu tháng 2 của Premier League là một quãng thời gian cực kỳ quan trọng với các đội bóng. Anh ta mà nhất quyết về thì cũng phải chịu thôi. Ừ. Và tôi nghĩ rằng là có khi lúc bây giờ hệ thống của MU đã tốt rồi và một cái thủ môn dự bị vào không đòi hỏi gì nhiều, bắt Vâng. theo đúng nghĩa một cái thủ môn an toàn thì có khi là vẫn được chứ không không hẳn là thảm họa đâu. Vâng. Có rất nhiều những cái tin đồn cho rằng là trong cái quãng thời gian đó thì Manchester United sẽ ký lại một hợp đồng ngắn hạn với David De Gea. Anh có tin điều đó sẽ xảy ra hay không? Nếu mà được như vậy thì cũng cũng tốt. Chỉ Vâng. sợ được cái anh ấy tự ái quá rồi không Vâng. không trở lại nữa mà lại là ngắn hạn, mà lại ngắn hạn trong bối cảnh anh hiểu rằng là vì ông kia đi Cannes thì mới đến lượt anh ấy, thì sợ anh ấy dỗi thôi, chứ còn tôi cho là nếu được thế thì quá tốt. Vâng ạ, nếu mà David De Gea quay trở lại thì thậm chí nó có sẽ là một cái đối trọng với Andre Onana trong cái việc bảo vệ cái chỗ đứng của mình, đúng không ạ? Bởi vì nói thế nói thôi, một cái cầu thủ đẳng cấp như David De Gea cũng là một cái đối trọng rất lớn với bất cứ một đối thủ nào ở trong khung gỗ. Em nói thật là cái việc mà sử dụng một thủ môn chơi chân hay ấy, nó rất là mong manh. Chúng ta nhìn thấy cái trường hợp của Onana ở Manchester United này, Robert Sanchez ở Chelsea này, rồi phần nào đó là Raya Raya đấy. ở Arsenal vào lúc này. Có rất nhiều cổ viên của Arsenal đang muốn là Ramsdale thôi quay trở lại đi. Trông ông Raya này không ổn lắm. Kể cả trong trận đấu vừa thắng câu lạc bộ Sevilla thì người ta vẫn nhìn thấy những cái vấn đề rất lớn của David Raya. Và người ta bảo là chẳng qua là ông Raya này là người Tây Ban Nha nên là Arteta đang ưu ái hơn thôi. Chứ còn bản chất là Ramsdale chưa hề mắc một cái sai lầm nào quá nghiêm trọng ở những trận đấu vừa qua mà anh ấy đã phải bị cất trên băng ghế dự bị thôi. Có lẽ là vấn đề nó chỉ nằm ở phong cách chơi nó phù hợp với cái ý đồ huấn luyện viên thôi, đúng không anh Huy? Chứ không phải chỉ đơn giản là ông có sai hay không trong những trận đấu của mình. Chúng ta nhiều khi cứ cứ làm cho mọi chuyện nó nghiêm trọng lên, tức là nghe nói gôn chơi chân thì lại mình cứ hình dung là cái gì đó, xong rồi lại nâng quan điểm lên là nhiều lúc phải trở thành một libero. Thực ra trong cái xu thế dâng cao như hiện nay thì chơi chân tốt, tôi thấy rằng là chúng ta nên hiểu theo nghĩa là nếu cần bóng về với anh ấy là anh xử lý một cách nó mượt mà, Vâng. đến cái nhịp của anh là không bị lỗi, tức là cả một cái guồng quay người ta đang trơn thế này thì không nhất thiết anh phải phóng một cái quả lên đặc biệt gì lắm hay là phải dê của đối phương để gây bất ngờ, mà bóng đến chân anh luôn luôn có giải pháp hợp lý để tiến lên đấy. Thì tôi nghĩ nghĩ là như thế, thành ra là một thủ môn, đã là thủ môn trước mắt là phải bắt giỏi đã, trước mắt là phải bắt giỏi. Thế còn kỹ năng kia nếu mà anh có được thì rất là quý, bởi vì nó làm cho mọi chuyện nó bị nó được trơn tru. De Gea thì đúng là thủ môn hạn chế thật, những cái lúc mà truyền về cho anh thì lúc thì rất là Cảm giác khó là sợ đúng đấy không ạ? đấy. Chứ còn Ederson là thủ môn trước đây khi mới sang với bóng đá Anh hay có những quả phất bóng phản công đúng không, để mà gọi là đội nhà trực tiếp ghi bàn, nhưng gần đây thì có thấy đâu, bởi vì người ta cũng biết rồi và người ta cũng có cái cách để mà đề phòng. Vấn đề là cứ bóng vào chân anh là mọi thứ nó mượt mà và không 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 bị tốn người về để mà phát quả bóng lên. Tôi Vâng nghĩ ạ. như vậy. Và rõ ràng là các cổ động viên của Manchester United có lẽ vào lúc này là sẽ phải phần nào đó tin tưởng Andre Onana hơn một chút, đúng không ạ? Bớt chỉ trích anh ta hơn, bởi vì là thủ môn cái tâm lý của anh ta là rất là quan trọng. Nếu mà ngày nào lên mạng xã hội đọc những cái thông tin rằng là mình bị chê trách nọ kia thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến thủ môn.